Xin chào các anh em, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em một bộ phụ kiện rất là đặc biệt và siêu hiếm trên máy Famicom, mọi người thường gọi là Pro Action Rocky. Đấy, cũng có thể gọi là cạc bất tử. Nó có công dụng gần như tương tự các cạc game sắt, cạc Action Relay, Power Relay trên PS1. Đây tôi có để sẵn một số cạc game sắt của PS1 và cạc Movie có tích hợp game sắt ở trong luôn. Các anh em nào đã từng nghiên cứu về cạc này trên PS1 thì không còn xa lạ gì. Thì chức năng của cái bộ này nó cũng khá tương tự như là trên PS1. Trên PS2 thì có Cracker. Đấy, thì nó chức năng tương tự nhưng mà có điều là nó sẽ ít mã số và chữ số hơn. Ở bên này do là trò chơi có 8 bit cho nên nó chỉ có tối đa là 8 chữ số. Còn trên PS1 thì nó là từ 12 cho đến 16 chữ số. Còn trên PS2 thì là 16 chữ số trở lên. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với một trò chơi kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Thường hay ra quán game ngày xưa để chơi. Đó là trò chơi Rock Band 3, một trò chơi tôi rất yêu thích và cũng là kỷ niệm thời năm xưa. Hôm nay tôi sẽ đem nó ra để thí nghiệm với cái bảo bối này. Cái này mày chú ý xem. Đây, khi mở lên thì giao diện nó sẽ như thế này. Hầu như toàn bộ là tiếng Nhật cả. Nguyên gốc của cái bộ phụ kiện này thì nó tích hợp sẵn mã của 124 game và có 200 mấy mã code trong này sẵn, nó nhập mặc định. Nhưng mà tôi đã cho vô một game để thí nghiệm cho nên nó lên là 125. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào phần 3. Đây, cái hai cái dòng trên này là mã mặc định của nó là vô tận HP và vô tận mạng. Đấy, còn ở dưới này là những cái tôi đã cho thêm, tôi đã để tiếng Anh cho nó dễ hiểu. Đấy, này là hai dòng mà mặc định của nó. Còn ở dưới là tiếng Anh như là nhảy siêu cao, di chuyển mọi động tác siêu nhanh, vô tận bình e sử dụng hoài không hết. Rồi trên đường đi không có đối thủ nào cản trở. Này mới vô thì có sẵn 9 mạng. Bây giờ tôi sẽ thí nghiệm với 4 cái mật mã là vô tận HP, vô tận mạng, nhảy siêu cao và di chuyển siêu nhanh. Đấy, đây di chuyển siêu nhanh. Đấy, nhảy siêu cao, nhảy lên trực tiếp luôn, khỏi lên cầu thang làm gì. Đấy. Đấy, di chuyển qua lại nhanh gọn tốc độ. Đấy, cho nó chúng thoải mái, không hề giảm đi HP, cho nó chúng vô tư luôn. Đấy, bây giờ tôi sẽ thí nghiệm cho nó lọt hố để xem có giảm mạng hay không. Mặc định của nó sẽ là 3 mạng. Bây giờ tôi sẽ nhảy hố để thí nghiệm. Đấy, vẫn còn nguyên 3 mạng. Đấy, và một điều nữa là cái bộ này nó có một cái công tắc để kích hoạt. Mình có thể tắt đi cái công tắc đó để cho mọi thứ trở lại bình thường, hoặc là mình muốn kích hoạt lại thì mình sẽ bật công tắc lên.
tôi sẽ đi chung thử. Đấy, xe mất HP trở lại bình thường. Đấy. Bây giờ tôi sẽ mở lên kích hoạt nó lại. Đấy. Bây giờ chúng không hề giảm HP nữa đó. Đây chính là điểm độc đáo của cái bộ này, mình có thể bật và tắt trong lúc đang chơi à. Bây giờ tôi sẽ thí nghiệm với một cái mật mã khác. Bây giờ tôi sẽ thí nghiệm với vô tận bình e và chính mạng. Đây, mới vô là sẽ có chính mạng với vô tận bình e. Bình e nó lên FF luôn. Đó. Bây giờ ta sẽ cho mất HP đi để thí nghiệm. Bây giờ ta sẽ sử dụng bình e. Đấy. Đấy. Xài vô tư bình e luôn, thoải mái. Đấy, thoải mái. Đây, cái trò chơi mà tôi đã cho vào đi thí nghiệm đó là Battle Toad Double Dragon. Đó là một trò thêm vô cho nó lên, cho nên nó lên là 125 trò. Đấy, như vậy thôi. Cái trò nào mà mình cho mới vô thì nó sẽ xuất hiện từ cái vị trí này trở về sau hết. Bây giờ tôi sẽ thí nghiệm tiếp một mật mã độc đáo nữa, đó là trên đường đi không có một đối thủ nào cản trở. Đấy, bình thường đây là có mấy con nhím, nhưng mà trên đường đi không có bất kỳ đối thủ nào. Một mình ta một đường, cứ thế mà đi. Bình thường ở đây có một cây trồng nè, nhưng mà bây giờ cây trồng nó cũng mất tiêu luôn. Đó. Đây cũng có một cây trồng nè, đây có mấy cây nữa nè. Đó, đây nè. Mà giờ nó cũng biết mất tiêu luôn. Đấy. Đây nó không ra nữa, có nghĩa là mình đi đến là nó không xuất hiện nữa. Đó là một số mật mã và cách tôi chia sẻ với những cái bộ phụ kiện độc đáo như thế. Thì phần chia sẻ hôm nay đến đây là tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những lần tới. Xin chào.